Hàu này bao nhiêu con chị nhỉ? Hàu 25 ngàn. À 25 ngàn một con. Hàu bự quá ha. Hàu rất là bự, 25 ngàn con quý vị ơi. Hàu này giống bữa kiên quay hàu Mỹ ở bên hải sản Kalisa đấy. Cũng to như này. Nhưng mà hàu này là hàu Việt Nam, không phải hàu Mỹ. Rồi, quý vị anh chị các bạn thân mến, hiện tại thì Kiên đang có mặt ở con hẻm 174-43 Nguyễn Thiện Thuật, quận 3 thành phố Hồ Chí Minh nhé. Hôm nay đến đây để chia sẻ mọi người một cái quán ốc nó nằm ở trong con đường Nguyễn Thiện Thuật luôn, con hẻm Nguyễn Thiện Thuật nhé. Ở đây là sát ngay cái chợ Bàn Cờ ở phía này. Đây là quán ốc ốc Xuyên. Ốc Xuyên, số điện thoại là 09079308527 nhá. Rồi chúng ta sẽ lại đây xem ở đây có những loại ốc gì nha quý vị ơi. Đây đây có ốc dừa luộc. Này hàu này. Này nó ốc bóng cây này. Này là ốc tỏi này. Này có ốc cà na. Đây chị chủ đây. À chị ơi, chị em hỏi là ở đây là chị bán được lâu chưa chị? Bán 20 năm em. 20 năm hả? Ở đây là mình bán từ mấy giờ đến mấy giờ chị? 10 giờ sáng có rồi. 10 giờ sáng. 10 giờ đêm. À. Chị có thể chia sẻ một vài món ở đây không? Đặc biệt nhất ở đây không? Đặc biệt đây là càng ghẹ. Càng ghẹ. Càng ghẹ nước mắm chép mỡ. À. Ốc hương, muối, bơ, tỏi, phô mai. Dạ. Ốc mỡ nói chung là đồ tươi sống không? Dạ. Đây ốc xiên chị bán 20 năm rồi. 20 năm ở đây rồi. Wow. Ở đây một phần là bao nhiêu vậy? Chỉ có càng ghẹ 120, ốc hương là 100. Những món lại 50, 40, 30 tùy theo. Tùy theo đúng không? Dạ. Ốc giác á, cái này ốc giác. Ốc giác. Ốc giác nướng nước mắm ngon á. Cái đó là cắt ra xào dĩa bán hoặc là dạ. Nướng riêng con. Là một con này là bản sao? Bản phần. Còn cũng có con lớn 50. Mà nhỏ thì 70, con cơm cắm đó là 70. Còn 50. Và bơ tỏi cho muối. Cho mì. Ốc ngựa. Ốc ngựa. Sò muối, sò bơ, sò tỏi. Một phần này là 50 à? Phần này là 60. Con này ốc cà na. Ốc cà na. Cà muối, ốc, sò bơ, sò tỏi. Cái này phần này gì? Cái này 50. 50 phần. Vậy là trung bình là 50 đúng không? Đúng rồi, nói chung là càng ghẻ dốc bên là nó có mưa đâu nè. Đây để mình Kiên đi một vòng quay cho cả nhà xem nhé. Đây có nghêu này, xả này, xả huyết này. Chợ Bàn Cờ bên này đúng không chị? Chợ Bàn Cờ đây là đường Bàn Cờ. À đây là đường Bàn Cờ đúng không? Em này muốn thả tin kìa, kia mấy em này thả tin. Khi nào lên chết luôn á. Trời ơi. Anh ơi, anh đừng quay, em trốn khỏi mặt trường, em mới đi đây. Mới thả tim xong mà bảo đừng quay. Có hay ăn ở đây không anh? Hả? Anh có hay ăn ở đây không? Bạn này thì mới tới lần đầu thôi. À mới tới hả? Đây tới thường xuyên hả? Đó, khuyến mãi rồi nè không? Ăn ở đây cảm nhận sao em? Ngon lắm hả? Bà chủ cũng rất là dễ thương. À. Nước mắm bao ngon. Nước mắm bao ngon hả? Ờ ngon, nước mắm là ngon ở cái vị như nào? Nước mắm là em mới chấm này, chấm ớt xanh bỏ miệng à. À. Anh này vui vui tính kìa. Anh có muốn bị nó theo anh không? Em dùng đi, dùng tự nhiên đi. Ừ. Anh
Mình ở gần đây không em? Lên YouTube á, dạ, anh Sang lên coi. À, gần đây hả? Dạ. À. Anh Sang lên mấy giấy là anh Sang lên. Anh Sang. Anh Sang. Cái dây Sài Gòn Travel. Cái nhanh là Sài Gòn Travel. Anh Sang lên mấy má, không thôi bị nổi như con thị dương bây giờ. Đây mình gọi món gì đây? Ở đây là ốc bươu nướng tiêu. À, ốc bươu nướng muối tiêu. Ở đây là nghêu hấp tái. À. Ốc mỡ, xào tỏi. Cái này là nghêu bơi phô mai. À, xào đẹp bơi phô mai. Dành. Rồi chúc mấy bạn ngon miệng nhá. Trả tiền chứ anh đấy. Tí nó trả cá xe, tí cả cá xe. Tí nó trả cá xe. Đây là ốc len xào dừa. Cái này nhiêu phần vậy? À, 50 hả? Cái này chị ăn đứng cái gì đây? Đây là sầu lúa nước mỡ hành. À, nước mỡ hành. Hay sầu lúa nó vô mùa nè, nó rất là mập. Nhìn nó mập quá ha. Đầy thịt luôn. Đầy thịt luôn. Hai chị là chị nào, là chị Xuyên? À, đây chị Xuyên này hả? Ồ, Xuyên chị này là chị Thủy. Chị Thủy à. Ốc xin. Thôi giờ mình lựa đi cho em một cái đây. Ăn gì? Cùng xem thế nào đây. Tốt chia sẻ trên góc Facebook. Dạ. Đây cái địa chỉ đây nha quý vị, số điện thoại đây nha, mọi người có đến đây ăn thì liên hệ với chị này. Rất là nhiều món. Giá thì 50 nhá. Bình quân là 50 ngàn một phần. Cũng không quá cao, cũng tầm trung. Ăn cái gì? Ăn gì vậy? Cùng xem thử có cái gì đâu. Cái ốc cà na đi ha. Cà na rang muối đi ha. Ừ. Cái ốc cà na rang muối với lại một cái ốc ngựa đi. Ốc ngựa xào bơ bắp đi. Ngựa hả? Ốc ngựa xào gì vậy? Bơ bắp à? Mày ăn ngon không? Ăn béo hả? Ăn không? Không, anh không ăn món này. 326. Vừa ăn thì vừa gọi. Tốt hơn xin thì đó là vừa mình ăn thì ngon. Nhưng mà cho em một cái nghêu. Nghêu hấp thái hả? Nghêu hấp xả. Ốc giác xả rau muống nhá. Ốc giác hả? Ốc giác xả rau muống. Nhá. Rồi một ốc giác xào rau muống thôi thế đi. Con trứng thịt lộn nữa nè. Ừ. Mấy trái. Lấy hai cái đi. Thôi bỏ 4 món đây nhỉ. 4 món ăn dạo thôi. Còn phần này bao nhiêu vậy? 50. À 50. Ừ. Ốc len xào dừa. Ốc len xào dừa. Nóng hổi luôn. Nóng hổi luôn. Dạ. Hàu này bao nhiêu con vậy nhỉ? 25 ngàn. À 25 ngàn một con. Hàu bự quá ha. Hàu rất là bự, 25 ngàn con quý vị. Hàu này giống bữa kiên quay hàu Mỹ ở bên hải sản Kalisa đấy. Cũng to như này. Mà hàu này là hàu Việt Nam, không phải hàu Mỹ. Đây xem chị chế biến này. Cà na rang muối. Quên là cà na muối với xả gì. Cà na rang muối với lại một nghêu hấp xả. Với lại một ốc giác xào rau muống.
chát rau. Cái này hai chén thịt lợn. Ốc len xào dừa không? Không. Ghẹ mắm sắp mỡ vô con. Giờ này ba em ăn mấy phần thôi. Ăn hết rồi. Ở đây rất là đông quán, ở bên này có một cái quán nữa này. Bên này mọi người đi đây thì mình có thể ăn rất là nhiều món để lựa chọn. Này chín này, thì mới xào phần. Phần 50 nhiều ha. Mình một đĩa luôn đó. Là em bê cho, em xử lý luôn này. Ui, một phần 50 à, nhiều thế. Một đĩa luôn. Ừ, quá trời nhỉ. Đây đây món nghêu hấp xả. Món này mình ăn gốc là món đơn giản nhất. Ví dụ khá là đặc biệt. Đó người ta đang mua riêng. Ngon lắm. Ăn dễ đúng không? Đúng không? Nghêu cà na. Bỏ cái gì ở bên này này. Để nó bỏ. Wow, cái này hấp dẫn này. Hôm nay ở đây rất là tươi. Người hấp xả ngọt quá. Thử nước quá. Thử nước quá. Nước ngon nha. Nước quá nhỉ. Nghe hấp xả ngon là phải để cái nước này. Cho nên muốn biết ngon hay không phải để cái nước này. Thực ra là nó có hấp thái, hấp xả nhưng mà ăn mà hấp thái sẽ là ngon nhất. Nước có ngọt nước, cái kiểu ngon. Muối ngoài nó không có mạnh quá. Tóc ở đây em tươi nhá. Rất tươi.
Sao là bốn người rồi. Xanh giòn rồi. Xin chào cả nhà nhé, mọi người có dịp hãy ghé cái hẻm 174/43 Nguyễn Thiện Thuật, nó nằm ở Ốc Xuyên ở ngay chợ Bàn Cờ luôn nhé quý vị ơi. Đây có số điện thoại nhá. Rồi, cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi nhé.